chào các bác. Hôm nay bên em Camplus lại tiếp tục xin phép làm một cái video hướng dẫn cho các bác nâng cấp màn hình cái bản đồ về map M1 chính hãng và là bản mới nhất của quý 1 2022 các bác nhé. Đấy, thì một số rất nhiều anh em có comment cho em là yêu cầu là xin một cái video hướng dẫn để các bác nâng cấp một cái màn hình Android. Hiện tại thì màn hình Android đang là không update được cái việt map M1 chính hãng á, trên màn hình nhé. Thì hôm nay em xin phép làm video đấy để các bác update được bản quyền M1 chính hãng. Thì đầu tiên ấy thì các bác lắp tất cả các dòng màn hình trên thị trường ấy, thì nếu mà các bác phải để ý là xem là cái màn hình của mình ấy nhá, nó có hỗ trợ việt map M1 chính hãng hay không nhá. Đấy, một số anh em thì màn hình thì cả cái việt map không bản quyền ấy, là không update được đâu nhá. Nếu mà xóa đi rồi ấy, là không update lại được đâu ấy. Nên là em xin phép là chỉ hướng dẫn những cái bác nào mà vào cái màn hình nào mà có hỗ trợ việt map M1 chính hãng nhá, thì các bác hãy làm theo video nhá. Đấy, thì các bác nghiên cứu kỹ chuẩn việt map M1 chính hãng bản quyền thì hãng nào. Đây là cái việt map M1 chính hãng này. Thì hiện tại em đã update cái phiên bản là quý 1 nhá. Đây này, của 2022 này. Và các bác cập nhật phần bản đồ này, nó đã lưu, nó ghi là dữ liệu bản đồ hiện tại đang là mới nhất, các bác có thể để ý này. Đây các bác nhá, thì một số các bác ấy thì các bác thường vào cập nhật bản đồ ấy thì nó không chạy và nó tắt mất và nó không phải là cái bản mới nhất. Thì hôm nay em xin phép là các bác để hỗ trợ các bác update sang cái bản mới nhất này các bác nhá. Đấy, và cũng chia sẻ với các bác luôn là với cái bản của quý 1 2022 của Vietmap M1 chính hãng là không update bằng cái phần cập nhật bản đồ được các bác nhá. Đấy, nên là các bác phải có một cái dữ liệu. Thì cái dữ liệu đấy thì bản đồ các bác lấy ở đâu? Thì em xin phép là ở Vietmap ấy nó có sẵn. Đây này các bác này. Nó có sẵn luôn nhá, các bác chỉ cần đánh cái Vietmap thôi. Đó, em sẽ hỗ trợ các bác từ đầu này. Để cho các bác có thể vào trực tiếp Vietmap này. Vietmap.vn các bác nhá. Đấy, thì đây nó là ra giao diện của Vietmap nhá. Đấy, đầu tiên các bác vào phần đây này. Các bác vào mục cập nhật này. Đấy, nó sẽ có ghi được cập nhật firmware phần mềm bản đồ mới nhất. Đấy, các bác kéo xuống thì là các bác update phần mềm dẫn đường cho ô tô nhá, dẫn đường cho ô tô này, các bác bấm vào. Đấy. Thì ở đây ấy, nó có ghi rõ ràng là các cái file phần mềm cho DD, cho Lenovo Vietmap này, cho DD hệ điều hành Android này. Đấy, cho DVD hệ điều hành Windows này, cho Bravigo này, cho GoTech này. Đấy, những cái bác nào mà đang sử dụng màn Bravigo này thì các bác bấm vào đây để tải. Các bác dùng GoTech, các bác bấm vào đây để tải. Các bác dùng OLED, bấm vào đây. Màn Ketka hoặc là màn của Thaco, Trường Hải, Webvision, IK, đấy, Phong Vũ và Jetstick, GTR, Stella, Kovan, Winca. Đây, đây là những cái phần mềm của những cái hãng màn hình nhá mà có hỗ trợ Vietmap M1 chính hãng, thì bác có thể check kiểm tra xem màn hình của mình như nào. Thì hôm nay em xin phép là em đang update cho con Cova của màn Jetstick. Thì đầu tiên là em sẽ vào đây. Đấy, và kéo xuống dưới này. Ở đây là có phần hướng dẫn nhá, sơ bộ là các bác có thể xem này. Đấy, file tải về dạng nén zip này. Đấy, đây nhá, nó có phần các bác có thể đọc thông tin rõ ở đây nhá. Thì em sẽ không đọc nữa vì em biết cách cài rồi. Thì em sẽ hướng dẫn cho các bác trực tiếp thôi. Và đây nhá, các bác vuốt xuống dưới là có phần mục tải về đây các bác nhá. Đấy, các bác có thể lên trực tiếp cái ứng dụng của Vietmap.vn để tải cái video mới nhất về. Đó là bản của quý 1 2022 các bác nhá. Đấy, thì hôm nay em đã copy sang cái USB đây rồi. Đấy, hướng dẫn cho anh em cho tiện nhá. Ok. Đó, em xin phép hướng dẫn cho các bác. Đây là cái bản mới này. Đầu tiên ấy, nếu các bác là cái bản cũ thì các bác xóa đi giúp em. Xóa hẳn đi. Đây, xóa này, em xóa đi nhá. Xóa này, xóa ứng dụng đi này. Đấy, xóa ứng dụng đi. Đấy, thì em sẽ trở về cái giao diện chính của nó. Thì đây là cái giao diện chính nhá. Và có cái phần file explorer này. Đấy, các bác vào mục file các bác nhá. Đấy, ở đây thì có khá nhiều cái phần phần mềm em cài ở đây, nhưng mà các bác nhìn này, file Vietmap quý 1 2022 các bác để ý nhá. Các bác mà tải ở cái trên cái ứng dụng của Vietmap thì nó sẽ là file zip,
nên là các bác phải có cái màn hình, có cái máy tính ấy, các bác giải nén ra. Đây như em đã giải nén này, đấy, vì cái file này nó hơn một GB cơ. Đấy các bác để ý này, nó hơn 1 GB cơ. Đấy, đầu tiên thì các bác bấm vào cái việt mát đây. Đấy, ở đây là có vừa có cái file cài này. Đấy, các bấm vào đây để các bác cài. Các bấm cài đặt. Đấy, các bấm xong giúp em. Cài đặt xong thì các bác copy cái phần Android đây. Các bấm copy này. Copy này. Và xong nó có sẽ cái phần mục paste luôn. Thì các bác bấm vào cái mục Internal Store các bác nhé, bấm vào. Đấy, và đây nó hiển thị cái mục paste này. Đấy nhá, các bác bấm paste. Và các bác đợi để cho nó update nhá. Đây là nó ghi là cái file này hiện tại của em đã có rồi này. Đấy, vì em đã làm trước rồi. Đấy, thì các bác có thể là nếu có chưa có thì các bác có thể tự bấm OK. Để chờ nó coi như là nó copy lại 100%. Đấy, như của em thì đã có rồi, nhưng em cũng làm thao tác làm mới luôn là copy lại cái file này 100% nhé các bác nhá. Đấy thì các bác chờ khoảng tầm 1 phút để nó copy cái file dữ liệu bản đồ vào cái phần màn hình, vào phần trong của máy tính nhá, bộ nhớ trong của cái màn hình này. Đấy thì các bác chờ đợi. Cũng chia sẻ với các bác là nếu một số bác mà lười ấy, thì sau cái video này em cũng sẽ để hẳn cái file đường link ở phía dưới một mô tả, nhưng mà ở đây thì nó có rất là nhiều cái phần file để các bác làm ấy. Thì nếu mà các bác không phải là cái dòng sản phẩm của Cova hoặc Jetstack thì các bác thể lên trực tiếp đây các bác tải nhá. Và nếu mà nó có yêu cầu key thì các bác liên hệ với đại lý, với khách hàng, với đơn vị lắp đặt để các bác lấy key để các bác cài nhá. Bởi vì là sản phẩm chính hãng ấy, thì nó sẽ có một cái key, key gọi là key chính hãng của Vietmap, hoặc là đấy để các bác lưu ý. Đây em giới thiệu lại các bác này, ở đây nó có rất nhiều các cái các cái dòng màn hình này, đấy, của Web Vision, của IK, đấy, của Jetstack, đấy, GoTech, Bravigo, thì đấy, thì đây là những cái phần mềm bản quyền theo từng loại màn hình mà một số đơn vị họ ký hợp đồng với lại Vietmap thì nó có sẵn ở đấy rồi các bác nhé. Đấy. Thì các bác thì lên trực tiếp đó để các bác tải theo từng loại màn hình, hoặc là tải hẳn file về, bởi vì là nó vẫn hỗ trợ chính hãng là được. Thì các bác cứ để ý ở đây này, chờ nó đợi nó một chút cho nó hoàn thành xong cái quá trình copy cái dữ liệu vào cái phần cứng dữ liệu trong màn hình Android là sẽ được các bác nhé. Anh em ở Hà Nội ấy, thì có thể ghé qua camblus.vn của bên em. Đây, camblus.vn đây. Các bác có nhu cầu nâng cấp màn hình đấy, hoặc là hỗ trợ phần mềm ứng dụng của các dòng màn hình Jetstack, Cova đấy, các bác có thể liên hệ qua bên em, hoặc là tất cả những dòng màn hình trên thị trường bên em đều có thể hỗ trợ các bác xử lý đấy, hỗ trợ cho bác nâng cấp đấy. Bên em thì là lấy chính hãng. Các bác có một nhu cầu mà nâng cấp màn hình Android thì có thể liên hệ qua bên em với số hotline 0869679626. Đấy, có thể yêu quý thì ủng hộ bên em. Đây này, 99% này các bác ơi. Sắp được rồi các bác nhá. Xong. Chờ một chút nữa xem nó lại nó hoàn thiện. Nó là tới 1GB nhá, 1467 này, 1467 MB nhá. Đấy. File rất là khá là nặng đấy. Nên các bác tải về máy tính rồi giải lén nó ra. Khi các bác tải xong thì nó có cái file về map đây rồi, các bác bấm vào. Ở đây nhá, các bác để ý này, nó sẽ có mã PID và CID. Đấy. Thì mỗi một xe, mỗi một màn hình nó sẽ có một mã CID của từng loại xe. Đấy. Thì các bác nào là của Cova, của Jetstack thì các bác liên hệ bên em để lấy code. Đấy. Thì với code mã này thì em xin phép mà nhập code cho các bác để ý đây. 6536. Đây các bác nhá, đây là cái mã code các bác nhá.
đây 653 636 65 với cái mã CAD 4832002 này các bác nhé. Đấy thì nếu các bác tải đúng file của Zestec, đấy thì màn hình Cova Zestec là một ấy, thì nó sẽ cùng một mã CAD với các cái dòng bản đồ chính hãng. Thì đây em đang sẽ copy như này rồi, các bác thêm cái phần code vào thì các bác bấm OK. Đấy thì hiện tại là em đã ra được cái phần bản đồ này, các bác bấm vào dẫn đường này. Đấy hiện tại em để trong nhà lên này, em cũng không cắm cả GPS nên nó không bắt được GPS các bác nhé, các bác thông cảm. Các bác bấm vào phần kiểm tra và bật thông tin thì đây các bác lại để ý này. Đấy đây là phiên bản mới nhất Việt Map. Các bác cập nhật bản đồ này thì nó sẽ đề ra để ý là đang tìm kiếm đây và chờ này, thì tí nữa này nó sẽ là dữ liệu bản đồ hiện tại đang là mới nhất các bác nhá. Đấy thế là các bác ok rồi. Còn nếu một số bác nào không phải là bản mới nhất thì các bác update vào đây, em có mạng nhé các bác nhá, có mạng có thể tải về đấy, nên là không phải là cái file này là file em hack gì đâu nhá, đây là bản đồ chính hãng luôn đấy của Vietmap. Đấy thông tin đầy đủ dữ liệu bản đồ. Đấy thì đây là cái video em hướng dẫn cho các bác nào mà đã lắp cái dòng màn hình Cova hoặc Zestec là muốn nâng cấp bản đồ Vietmap M1 chính hãng, thì các bác làm như cái video này em hướng dẫn, và cái phần file đường link thì như em đã hướng dẫn rồi, các bác có thể lên trực tiếp cái trang chủ của vietmap.vn để các bác lấy file. Đấy thì bên em cũng sẽ để một thêm một cái đường link file ngắn gọn ở phía dưới để các bác có thể dễ lấy hơn. Đấy nếu mà các bác không muốn vào trang chủ của Vietmap các bác lấy, còn đâu không thì các bác cứ vào trang chủ của Vietmap là các bác yên tâm lấy file này, hoàn toàn là file chính hãng các bác nhé. Đấy thì trên đây là cái video mà em xin phép giới thiệu cho các bác, nâng cấp cho các bác cái Vietmap. Đấy, các bác cảm thấy hữu ích thì các bác cho em xin một đăng ký kênh ủng hộ bên em, thì bên em sẽ liên tục ra những video hướng dẫn cho anh em cái cách để anh em nâng cấp chiếc màn hình Android làm sao cho nó thông minh và update thường xuyên các cái phần mềm đấy mà mới nhất và hữu ích nhất trên màn hình Android để các bác tiện cho việc lái xe di chuyển để báo tốc độ các bác nhé. Đấy thì bên em là đơn vị kplus.vn. đấy các bác có nhu cầu về nâng cấp màn hình, âm thanh, đấy, độ đèn, độ bi led đấy, thì các bác ghé qua kplus.vn bên em. Địa chỉ của bên em thì ở 106 Võ Trí Công, Tây Hà Nội, hiện tại là như vậy. Đấy các bác có thể lên website của bên em là kplus.vn để các bác tham khảo một số các cái sản phẩm mà em có đăng trên website của bên em. Đấy và bất có một cái vấn đề gì về câu hỏi hỗ trợ thì các bác có thể để lại hoặc gọi cho em qua cái hotline là 086 96 79 66. Đấy thì em sẽ hỗ trợ tư vấn và cho các bác. Đấy ngay cả các bác ở xa thì các bác mới hỗ trợ các bác được. Đấy thì trên đây là cái video em đã hoàn thiện xong. Đấy thì nếu các bác nào mà cần nâng cấp cái Vietmap M1 chính hãng thì các bác cứ làm theo những cái video này em đang hướng dẫn rất là chi tiết ở đây. Đấy thì chúc các bác cài đặt cái nâng cấp cái Vietmap M1 chính hãng quý 1 2022 thành công các bác nhé. Em Tuấn kplus.vn xin phép chào các bác.